Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kỷ lục thương tâm tại Ý và những linh mục Thiên Chúa giáo anh hùng. Từ ngày 19 tháng 3 năm 2020, nước Ý đã vượt Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh và đã trở thành quốc gia có tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán cao nhất trên thế giới cho đến thời điểm này. Và đến hết ngày 21 tháng 3, tổng số người chết vì dịch bệnh ở nước này đã lên tới 4.825 trường hợp, chiếm 38,3% số ca tử vong trên toàn thế giới về loại dịch bệnh này. Đây là hình ảnh xe tải quân đội của Ý chở xác người đến khu hỏa táng Bergamo vào ngày 18 tháng 4 năm 2020. Con số 793 ca tử vong trong ngày 21 tháng 3 vừa qua là mức tử vong cao nhất của một quốc gia ghi nhận trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến ngày 21 tháng 3. Italy, đất nước với 60 triệu dân, đã được đặt trong tình trạng phong tỏa từ ngày 12 tháng 3. Việc tụ tập nơi công cộng đã bị cấm và hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa. Quan sát cho thấy, cảnh sát tuần hành thường xuyên trên các đường phố tại thủ đô Roma vào ngày 21 tháng 3, kiểm tra giấy tờ và phạt những người ở ngoài đường mà không có lý do chính đáng như đi mua yếu phẩm chẳng hạn. Trước tình trạng khẩn cấp này, trong đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Ý Conte đã quyết định ngừng mọi hoạt động sản xuất không cần thiết trên toàn lãnh thổ mà vẫn đảm bảo những mặt hàng và dịch vụ thiết yếu. Quy định sẽ có hiệu lực kể từ thứ Hai ngày 23 tháng 3, dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 3 tháng 4. Các siêu thị, hiệu thuốc, bưu điện và ngân hàng được cho là vẫn mở cửa. Thủ tướng Italia nhấn mạnh rằng nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng quốc gia nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thế giới lần thứ hai. Trước tình hình dịch bệnh leo thang nhanh chóng tại Ý, Nga và Cuba đã điều chuyên gia giúp Ý chống bệnh. Đây là hình ảnh các bác sĩ Cuba đã nhận cờ Cuba và cờ Ý trước khi sang Italia hỗ trợ phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan tràn tại đây. Vào ngày 22 tháng 3, 4 máy bay vận tải quân sự Isuzu IL-76 của Nga đã chở các chuyên gia và thiết bị y tế tới giúp Italia đối phó dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã hạ cánh tại khu căn cứ quân sự Mare. Điện Kremlin trước đó cũng cho hay Tổng thống Putin vào hôm 21 tháng 3 đã điện đàm với Thủ tướng Italy Conte. Tại cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga này đã bày tỏ sự ủng hộ và đề nghị hỗ trợ Italy bằng các phương tiện tẩy trùng, di động và đội ngũ chuyên gia nhằm giúp đỡ các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Ý. Cuba cũng đã giúp đỡ Italy đối phó về dịch bệnh với nhóm bác sĩ gồm 52 người. Lần đầu tiên Cuba gửi một đội hỗ trợ khẩn cấp tới Italia. Các bác sĩ tới Italia là nhóm y tế thứ 6 được Cuba cử đi trong những ngày gần đây để góp phần kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trước đó, các bác sĩ Cuba đã điều động tới Venezuela, Nicaragua, Jamaica, và Suriname và Grenada. Kể từ khi cuộc cách mạng vào năm 1959, Cuba đã nhiều lần gửi các đội quân áo trắng tới các khu vực xảy ra thảm họa trên khắp thế giới, trong đó chủ yếu là các nước nghèo. Các bác sĩ Cuba đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến chống dịch tả Haiti và Ebola ở Tây Phi trong những năm 2000. Và trước đó, vào ngày 12 tháng 3, Trung Quốc cũng đã cử nhóm chuyên gia y tế cùng thiết bị y tế tới Italia để hỗ trợ quốc gia Nam Âu này trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Thông tin về những sự việc trên cũng đã gây ra những chú ý và phản ứng trái ngược ở tại Ý. Đây là hình ảnh máy bay chở nhóm chuyên gia Trung Quốc sang hỗ trợ nước Ý vào ngày 12 tháng 3. Theo yêu cầu khẩn cấp của Hội chữ thập đỏ Ý, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã thành lập nhóm chuyên gia phòng chống dịch bệnh đến Ý. Máy bay được đưa đoàn chuyên gia và trang thiết bị y tế từ Trung Quốc đến hỗ trợ Ý chống dịch viêm phổi Vũ Hán đã hạ cánh ở sân bay quốc tế ở thủ đô Roma vào đêm ngày 12 tháng 3. Theo Tân Hoa Xã, nhóm chuyên gia Trung Quốc được điều động sang hỗ trợ Ý gồm 9 thành viên. Chiếc máy bay Airbus A350 còn mang theo hàng tấn trang thiết bị hỗ trợ Italy ứng phó chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, như tin đã đưa, truyền thông Italia đã nghi ngờ đây là tin giả và cho biết hàng ngàn bình oxy Đài Loan và hàng chục ngàn khẩu trang đều là do Ý bỏ tiền ra mua.
đây chỉ là giao dịch mua bán thương mại giữa hai quốc gia Trung Quốc và Ý. Ông Kashkari, nghị sĩ của Thượng viện cho Ý là cựu bộ trưởng truyền thông, đã nghiêm khắc chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc tung tin đồn về những tuyên truyền dối trá, đồng thời tuyên bố Trung Quốc cơ bản chính là virus trên thế giới. Trước đó, một nhóm chuyên gia Trung Quốc đã đến Tehran vào hôm 7 tháng 3 để giúp Iran chống lại sự bùng phát của dịch bệnh, khi số trường hợp được xác định ở Iran tăng hơn 50% chỉ sau một đêm. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Trung Quốc đã gửi nhóm chuyên gia kiểm soát dịch bệnh đến Iraq vào cùng thời điểm trên. Và đồng hành với những con chiên ngoan đạo trong những giờ phút sinh tử bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trong bệnh viện, nhiều linh mục Thiên Chúa giáo tại Ý đã nhiễm bệnh dịch và qua đời tại đây. Đây là hình ảnh Giáo hoàng Francis cầu nguyện trước cây thánh giá lịch sử tại nhà thờ Macello. Đức Giáo hoàng Francis đã khuyến khích các linh mục công giáo người Ý can đảm ra ngoài và đến với những bệnh nhân này, đến thăm các phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Tại đây, các linh mục đã tiếp xúc và cầu nguyện cho những trường hợp nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nghiêm trọng nhất. Trong khi thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình giúp đỡ những bệnh nhân cần hỗ trợ tinh thần, nhiều linh mục đã bị nhiễm bệnh. Chỉ riêng thứ 6 và thứ 7 vừa qua, từ 21 đến ngày 21 tháng 3, đã có 10 linh mục Ý qua đời. Phần lớn là những linh mục lớn tuổi thuộc những nhóm người có nguy cơ tử vong cao khi nhiễm bệnh. Theo báo Arena của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đến ngày 19 tháng 3, có ít nhất 28 linh mục đã chết vì dịch viêm phổi Vũ Hán và 2 trường hợp. Cha Kudo đã chết vì viêm phổi trước khi được xét nghiệm và cha Bosoni, người đã có bệnh nền nguy hiểm trước đó. Hơn một nửa số linh mục qua đời này đã trên 80 tuổi. Linh mục trẻ nhất trong số này là cha Andrea của giáo phận Parma, qua đời ở tuổi có 54. Giáo phận có nhiều linh mục qua đời vì bệnh dịch cao nhiều nhất là giáo phận Bergamo, có 11 vị linh mục đã qua đời, trong khi đó vẫn còn 15 vị đang điều trị tại bệnh viện. Giáo phận Parma có 6 linh mục nạn nhân của dịch bệnh, giáo phận Bobbio và giáo phận Milan đều có 3 linh mục qua đời. Các giáo phận khác có linh mục qua đời do nhiễm bệnh là Cremona, Lodi, Cassini và một số giáo phận khác. Và Giáo hoàng Francis đã cho rằng Vatican và nhà thờ công giáo tại Italy thời gian qua đã điều chỉnh nhiều truyền thống hàng trăm năm để cùng mọi người ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh Giáo hoàng đi trên tuyến đường của thủ đô Roma vắng vẻ vì bị nghiêm lệnh phong tỏa toàn quốc. Tháp tổng ông chỉ có nhóm vệ sĩ nhỏ, mọi người đều phải đi bộ. Khi toàn bộ vùng Lombardia bị cách ly, Hội đồng Giám mục Ý đã ra quyết định ngưng các cuộc cử hành phụng vụ mang tính tập thể, bao gồm cả thánh lễ. Các nghi thức an táng trước đây được làm trong nhà thờ nay sẽ chỉ cử hành đơn giản ở ngoài nghĩa trang. Giáo hội Công giáo Roma thông báo các thánh lễ phục sinh và tuần thánh của Giáo hoàng Francis trong tháng 4 sẽ được tổ chức kín. Động thái này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ ở Vatican trong lịch sử hiện đại. Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã tỏ lòng hiệp thông với nước Ý, nên người đã không có gặp gỡ trực tiếp với người dân đi hành hương. Để tránh việc tụ tập nhiều người trên quảng trường Thánh Phêrô, thì người ta đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật, hay là cuộc gặp gỡ chung các buổi sáng thứ tư hàng tuần ở trên quảng trường cũng sẽ được truyền trực tiếp trên Internet từ thư viện riêng của Ngài. Trưa ngày 15 tháng 3 vừa qua, Giáo Hoàng Francis đã rời Vatican để đến dự buổi lễ tại Thánh đường San Maria, cầu nguyện đại dịch chấm dứt mà không thông báo lịch trình từ trước. Người đứng đầu giáo hội công giáo sau đó đã đi dọc theo một trong những tuyến đường chính của thủ đô Roma Ý, từ thánh đường Santa Maria đến thăm nhà thờ Macello. Tại đây, giáo hoàng đã cầu nguyện trước thánh giá từng được dùng trong một thánh lễ vào năm 1522 khi dịch bệnh bùng phát ở Roma. Giáo hoàng Francis cũng dành lời cầu nguyện cho người bệnh, gia đình, nhân viên y tế cùng với những người lao động đang nỗ lực để hiệu thuốc và các cửa hàng thực phẩm khác Italy duy trì mọi hoạt động. Và nhiều linh mục giáo hội công giáo mà đại diện là những vị linh mục đã ra sức đồng lòng cùng đất nước chống lại đại dịch này. Đây là hình ảnh nhà thờ tại Ý
Giữa tất cả các khó khăn, giáo hội cố gắng bất chấp lệnh giới nghiêm và nguy cơ lây nhiễm để đi đến gần các bệnh nhân. Một gương mặt điển hình là linh mục Aquati, 84 tuổi, ông làm linh mục chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân tại bệnh viện Kyogni. Trong một vài cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông đã mô tả tình huống bi thảm như sau. Bệnh nhân chết một mình mà không ai có thể đến để họ nói lời từ biệt. Trong bệnh viện, vị linh mục này phải đeo mặt nạ bảo vệ. Đó là một hạn chế đối với ông, vì ông thậm chí không thể tặng cho bệnh nhân một nụ cười. Duy các quy định bảo vệ nghiêm ngặt, ông không thể làm gì hơn và nói vài lời an ủi ngắn bình thường mà thôi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để có thể cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.